Xin gửi chào tới toàn thể cô chú chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Dạ vâng, và hôm nay thì Quỳnh Phạm quay trở lại với tất cả các bác. Thì bên em tiếp tục về thêm một cái mẫu phiên bản âm ly cao cấp để phục vụ cho tất cả các bác chúng ta làm nghề. Ví dụ chúng ta làm đám hiếu, đám hỉ hoặc các bác muốn giải trí karaoke tại nhà thì đây là một cái sự lựa chọn các bác đừng bỏ qua mọi người nhá. Thì dòng sản phẩm âm ly ngày hôm nay muốn lên cho mọi người có tên là AV8000BT. Đây là một cái phiên bản sản xuất trên công nghệ Mỹ và nhà máy đang đặt tại Trung Quốc, đại lục Trung Quốc mọi người nhá. Và cái dòng sản phẩm này là một ôm ly công suất lớn và dòng này có thể cắm được 4 chiếc mic cho em, 1 2 3 4 cổng cắm mic này. Và tiếp theo nữa cái này thì có chức năng Bluetooth này. Đó, có chỉnh độ trầm, độ bổng, chỉnh to nhỏ, tiến bài, lùi bài, tạm dừng và chức năng lập lại một bài. Và đối với dòng sản phẩm âm ly này thì nó chỉ sử dụng một nguồn điện, đó chính là điện lưới điện 220V đấy các bác. Và ngày hôm nay thì em sẽ kết hợp với chiếc âm ly này, test cái âm ly này qua hai chiếc loa phóng 50W của hàng Indo, hàng công nghệ Nhật, đó chính là cái dòng SC651. Đó, hai chiếc loa SC651 vành nhôm. Hàng này là hàng của công ty. Thì đối với dòng sản phẩm một bộ combo ngày hôm nay thì giá của nó cũng rất là ưu đãi thôi. Các bác nào chúng ta muốn mua nguyên âm ly thì lát nữa em sẽ báo giá luôn mẫu âm ly mới này nhá. Và bây giờ các bác sẽ cùng em chúng ta đi xem về chất lượng âm thanh của nó như thế nào, nó có hay không, để chúng ta dễ dàng mua bán hơn nha mọi người nhá. Và chi tiết về âm ly này thì em cũng đã giới thiệu ở những cái buổi video lần trước rồi. Thì tại buổi video ngày hôm nay xin phép không giới thiệu lại nữa, và em sẽ đi vào test nhạc luôn này mọi người này. Đó, và cái hàng này của nó các bác lưu ý nhá. Trên âm ly này các bác lưu ý này, nó có chức năng Bluetooth này mọi người này. Đó, Bluetooth ở chính là chỗ Morse này, các bác chỉnh ở đây cho em. Và play này, repeat này, đó, tiến bài, lùi bài này, tạm dừng to nhỏ. Đó, và đây là hai cái nút để chúng ta chỉnh hai chiếc loa. Đối với dòng sản phẩm âm ly này nó rất là thông dụng, một cái là và dễ sử dụng cái là hai cái loa này sẽ tách rời các bác nhá, sẽ tách rời ra. Đó, ra hai nửa như này, ví dụ cái nút ở bên tay phải như này sẽ là chỉnh loa ở bên tay phải. Còn cái nút voice này ở bên tay trái sẽ chỉnh cho cái chiếc loa ở bên tay trái này, rất là tiện nghi đúng không ạ? Và tiếp theo nữa đây là hai cái bảng chỉnh cái tần số các bác nhá. Đây là hai cái bảng điều khiển tần số này các bác này. Đó, chúng ta có thể theo dõi ở đây thì cái bảng bên này sẽ điều khiển cho chiếc loa này. Còn cái bảng ở bên này theo hướng tay em chỉ nhá, bên trái này sẽ chỉnh chiếc loa bên trái, nói chung nó tách rời ra rất là tiện sử dụng. Còn ở dưới này thì là nó sẽ có đầy đủ luôn. Đấy, bốn cái cổng chúng ta cắm mic ở đây. Và ở đây nó đều có chỉnh echo này, chỉnh voice này, chỉnh to nhỏ này. Đấy, các bác nhìn thấy độ cao, độ xa ở đây, độ vang, độ nhạy ở đây. Đó, từng cái mic này sẽ gióng sang ngang này sẽ chỉnh cho một loại luôn. Echo này, tất cả echo đánh dấu hiệu cái bàn cái nút chỉnh vàng như này là chỉnh echo, độ vang nhạy của chiếc mic đi mọi người. Cái chức năng echo này thì chúng ta chỉ sử dụng trong quá trình chúng ta hát karaoke thôi. Còn nếu mà chúng ta dùng làm loa thông báo hoặc là dùng làm mic thông báo thì chúng ta lưu ý đừng chỉnh echo này quá cao, nó sẽ bị nhại, nó rung mic mọi người. Để có lưu ý nhá. Đây cái mic 1 này sẽ gióng sang ngang, mic 2 gióng sang ngang, mic 3 gióng sang ngang, mic 4 gióng sang ngang. Và lưu ý ở đây nó có một nút bật nha các bác, lưu ý phải bật nút này trong quá trình chúng ta cắm mic, ok chưa? Đó, và ở đằng sau thì nó cũng rất dễ tiện sử dụng rồi, nó sẽ ở những video khác mình đã nói rồi, nó sẽ có bốn cái cổng để chúng ta dẫn được bốn chiếc loa to như thế này. Và ngày hôm nay em test hai cái loa thôi, và bây giờ chúng ta sẽ hướng về video này, bắt Bluetooth với điện thoại luôn nha mọi người nhá. Đó, bắt Bluetooth và chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ chỉnh luôn cho em, nghe nhạc luôn cho em nha. Yeah.
này, chúng ta thì ngoài cái chức năng mà chúng ta làm âm ly karaoke ra thì các bác nào chúng ta làm nhạc hiếu ấy, đám hiếu đám hỉ mà sử dụng cái dòng sản phẩm bốn sò này rất là tiện này. Và cái em này thì cái đường kính của nó cũng không khá lớn đâu mọi người. Cái đường kính của em này nó cũng tương đối thôi. Đây để em đo kích thước luôn cho mọi người luôn nha. Đây em đo kích thước luôn cho bác chúng ta dễ dàng mua bán luôn này. Đây chúng ta lưu ý luôn cho em. Cái dòng sản phẩm này cũng không quá to đâu, cũng rất là dễ dàng vận chuyển thôi. Em này đường rộng của nó là 43cm các bác nhá. Cái chiều rộng của cái âm ly này 43cm. Và cái độ sâu của nó là 30,5 nha mọi người nhá. Đó 30,5. Và cái chiều cao của em này nó rơi vào 16 phân mọi người nhá. Đó có nghĩa là cái âm ly này nó cũng không quá lớn đâu mọi người, rất là dễ vận chuyển thôi. Và cái dòng sản phẩm em báo giá luôn này, một chiếc âm ly AV8000BT ngày hôm nay em để cho bác với giá là bao nhiêu ạ? Giá miễn ship vận chuyển về nhà rồi có giá là 1.750.000 nhá. Em bao cước luôn cho anh em luôn. Ấy âm ly này nó rất là nặng, nó phải đóng gói xong rồi nó phải tầm gần chục cân một cái này nên mọi người, cho nên nó rất là nặng. Đấy, cho nên là giá của cước của nó cũng hơi cao, để cho anh em giá 1.750.000. Cái giá này thì rất là dễ mua hàng ở bên em và nhận hàng được kiểm tra thanh toán. Và em cũng xin nói luôn cái mẫu phiên bản em sẵn kho luôn nhá. Anh em nào cần thì alo trực tiếp cho Quỳnh Phạm. Và bác nào muốn mua nguyên loa thì em cũng có bán loa luôn, loa này bán rồi đang là 1.699.000. Các bác nghe rõ đây là loa 50W các bác nhá, hàng của sản xuất trên công nghệ của Nhật và đang sản xuất tại đất nước Indonesia, hàng chính hãng luôn cho em. Tất cả mọi thứ em bán cho anh em 100% hàng chính hãng, không treo đồ dê bán thịt chó nhá. Đó, và hàng này thì em sẵn kho luôn, bác nào mà cần cái dòng sản phẩm này thì có thể alo trực tiếp cho Quỳnh Phạm nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem video của em ngày hôm nay, và các bác đang xem video đừng quên ấn chữ đăng ký kênh ủng hộ shop nha. Cảm ơn tất cả các bác. Xin chào mọi người, hẹn các bác những buổi video lần sau.